Cô có thể qua anh đây ngồi anh em mình tâm sự một tí ha. Đạo Công giáo là mình phải làm vậy hả? Vậy hả? Mến chào quý vị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của Hiệp ha. Thì hiện tại Hiệp đang có mặt tại vị trí ngày hôm qua mình đến ngay Bụi Tre và ngay ngã ba đường chỗ mình đứng luôn các bạn. Thì ngày hôm qua mình đến đây mình ghi hình, vô tình lúc đó mình cúng kiến gặp được vong hồn cô gái cô nói kiểu như ra dấu thôi chứ không có nói được các bạn. Cô ra dấu là cô ở trên trời. Thì mình có hỏi nếu mà ở trên thiên đàng là cô có thể là con của Chúa Giêsu có phải hay không. Thì lúc đó cô có trả lời các bạn. Nhưng mà mình hỏi nhiều điều lắm. Rất tiếc cô không có nói chuyện được các bạn. Thì hôm nay có nhiều comment, có nhiều các bạn kêu mình đến đây để cầu hồn cô gái ra, để khai khẩu. Nói chung không gầy, sức khỏe của mình công lực nó hơi yếu đó các bạn. Hôm nay mình mới bồi bổ sức khỏe và mình lấy công lực lại để mình có thể khai khẩu cho cô gái này nói chuyện. Và mình muốn biết họ ở trên thiên đàng, ở trên đó có những gì ở trên. Mình thì đạo Phật mình cũng rất là tò mò, tại vì những người mà đạo Thiên Chúa họ nói mất rồi là phải lên thiên đàng, mà thiên đàng ở trên mình không biết nó có giống như ở dưới địa phủ hay không. Thường thường đạo Phật của mình thì nếu mà mất là mình phải đi xuống dưới âm phủ, là nói chung là cách nay là khoảng cỡ 1.000 năm rồi. Thì ok các bạn, bây giờ không nói dài dòng, mình sẽ làm một lễ nghi thức và mình cầu hồn cô gái ra ha. Tại vì ngày hôm qua mình có thấy cô gái đi vô Bụi Tre các bạn. Thì tí nữa mình sẽ cúng kiến và mình cầu hồn cô gái ra. Quý anh chị và các bạn nhớ cho mình xin mỗi một người một like ha, và nhớ chia sẻ giúp mình. Qua thì mình làm lễ nghi thức ngay đây các bạn. Còn khúc cuối là cô gái ẩn vô trong Bụi Tre này. Hôm nay mình đến đây mình ghi hình, không biết có may mắn gặp được cô gái hay không các bạn. Cô gái tên Lan ơi, hôm nay cô có đây hay không ha? Ngày hôm qua mình hỏi cô tên gì thì cô qua dấu vậy nè các bạn, là mình thấy dấu hiệu là tên Lan. Rồi mình hỏi có phải cô là tên Lan không, cô có gật đầu các bạn. Thì nếu mà cô Lan hôm nay có còn ngự ở trong Bụi Tre, tí nữa tôi cúng kiến rồi cô ra hưởng nhang đèn và bánh nước, anh em mình cùng giao lưu ha. Cô Lan có 21 tuổi quý anh chị. Ngày hôm qua mình hỏi cô Lan, cô Lan ra dấu 21. Chơi nước này để mình đem theo mình uống sơ cua các bạn. Ban đêm mình thức phi dữ lắm, thành ra cuốn họng của mình nó dễ bị khờn. Có một bạn comment cũng hay, kêu mình đừng ăn chè và không nên ăn trái cây thì nó sẽ không có giếng đàn. Thực sự
từ ngày mình làm tâm linh cho đến ngày hôm nay là cách nay cũng khoảng cỡ gần 3 năm các bạn. Nhưng mà mình chưa có gặp vong nào. Họ nói là họ đạo Thiên Chúa, đạo bên Công giáo. Ngày hôm qua mình cũng may mắn gặp được vong cô gái này tên Lan. Cô nói là cô bên đạo Công giáo các bạn. Mình phải ngồi thầm hổm như nè, sức khỏe mình mấy bữa nay nó kém quá, do mình đi lặn lội dưới sông mình tìm Maya đó các bạn. Các bạn mà xem hai kênh các bạn cũng biết săn Maya cực khổ lắm, phải lội dưới nước tìm thằng thân luôn. Mà ở Trà Vinh của mình đó, gần đây nó có nhiều điều, nói chung là không có hên cho cái tháng 7 này. Phụ nữ ôm con nhảy cầu, rồi nhóm thanh niên tắm 5 đứa mất 2 đứa. Rồi gần đây có một ngày hôm qua nè, có một em 17 tuổi chạy xe không đội nón bảo hiểm, chiều xách xe của cha mẹ chạy vòng vòng chơi rồi bị tai nạn cái đứt luôn. Thanh niên con chó này thấy mình sủa hoài trời, để con kiếm cơm chút xíu mấy ông ơi. Con chó này chắc chắn nó thấy bông hồng cô gái nó sủa chứ không ai. Chứ mình lại đây là mấy lần rồi, không lẽ nó không nhớ mình trời. Mà mình quá không được. Cô ở trong bụi tre hay gì vậy cô? Trời ơi, chưa có cầu nữa là cô thấy rồi ha. Như vậy là mình chọn giờ này rất là thích hợp các bạn, giờ linh thiêng. Giờ này là giờ 12 giờ khuya luôn, có sủa hồi là tưởng trộm tay ra này gần vậy đâu. Hôm nay con đến đây con xin phép thổ thần thổ địa cho con cúng kiến và khám phá về tâm linh. Con mời ông bà cụ bác chưa đi siêu thoát đến đây hưởng nhang đèn và hưởng bánh và hưởng nước ha. Mô Phật. Phải cô không? Cô có thể qua anh đây ngồi anh em mình tâm sự một tí ha. Đạo Công giáo là mình phải làm vậy hả? Vậy hả? Rồi cô có thể qua bên đây nè, ngồi đi con, tôi sẽ làm một cái thực để khai khẩu con. Cô chịu không? Chịu nói chuyện không? Để khai khẩu để nói chuyện. Rồi đó đứng nha. Bánh đó nè cô. Bánh. Mình dùng bánh trước đi rồi hãy khai khẩu sau. Nó hay hơn ha. Hay là muốn khai khẩu luôn? Dùng bánh nó hưởng nhân đèn đi.
Muốn ăn bánh này phải không? Bánh này bánh xốp ngon. Mình cảm thấy ăn không đủ thì mình lấy thêm nó, tôi sẽ sẵn ha, ăn đi rồi hồi vô trò chuyện tiếp. Còn mình có nói gì đó, nói cái mít nó vẫn thu vô ha. Để mình đi ra ngoài một xíu. Chứ bánh mua để cúng cho vong mà. Thank you.
Ăn hết luôn đi cô. No rồi hả? Rồi cô đứng dậy ha. Bây giờ tôi sẽ làm một cái thực để khai khẩu cho cô. No chưa? Uống nước đi. Uống nước đi. Được hả? À. Tôi sẽ làm một cái thực để khai khẩu cho cô nha. Để cho cô nói chuyện và tôi muốn biết về lịch sử của cô trước kia bị gì mất và ở gần đây hay không. Và lúc mình lớn lên mình vào đạo Thiên Chúa, rồi lúc mình mất mình lên thiên đàng, thì hôm qua cô có nói, ngày hôm qua cô có trả lời vậy đúng không? À, một Phật cô cứ cầu nguyện đi, cầu nguyện cho Chúa phù hộ cho cô mạnh khỏe. À, cô gặp tôi cũng được, cũng là một cái duyên á. Một Phật. À, cô nói chuyện thử coi được hay không cô? Được à ha. À. Rồi. Cô cứ đứng bình thường, bình tĩnh. À. Hồi ngày hôm qua cô có nói là cô viết viết vậy nè. Cô nói là cô tên Lan đúng không? À. Rồi cô có ra dấu là cô được 21 tuổi đúng không? À, 21 tuổi. Rồi lúc mà mình mất cho đến ngày hôm nay là được bao nhiêu năm cô? Mất được 2 năm rồi. Trời ơi, nó mất có 2 năm vậy? Dạ. Lúc đó mình có chồng con chưa cô? Dạ chưa. À. Mất có 19 tuổi rồi. À. Rồi mình được vô đạo Thiên Chúa lâu chưa cô? Dạ, em theo ba mẹ em vô đạo được mấy năm rồi. Còn trước kia là mình đạo Phật hay sao? Dạ, không. Không có đạo nào hết? Dạ. À. Rồi thường thường tôi nghe những người mà họ vô đạo Chúa Giêsu là họ nói nếu mà con người của mình mất á là được lên thiên đàng là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai, một tuần mình phải đi vô nhà thờ để mình rửa tội. Lúc cô còn sống có khi nào một tuần cô đi vô nhà thờ để rửa tội không? Vậy hả? Rồi nhổ quá người ta. Rồi lúc mình mất mình được lên thiên đàng luôn hay sao cô? Dạ. Lúc mình mất là bao nhiêu tiếng đồng hồ mình mới lên thiên đàng được? Dạ, em mất 2 tiếng, có người xuống nước lên rồi. Mất có 2 tiếng rồi có người xuống nước lên thiên đàng luôn hả? Dạ. Rồi, linh dữ trời. Rồi mình sống ở trên thiên đàng là ở đâu? Mặt trăng ha. Dạ. À. Nó có gì ăn đói lắm, thích không khí không à. Ở trên mặt trăng ở chảnh có những thứ gì cô? Có cây, có ruộng đồng, có núi rồi không? Có nước rồi không? Dạ. Đó là trên núi gì đó, có nước, có suối. Ừ. Mình chỉ uống thôi chứ mình không có cái gì ăn hả? Dạ. Trên chỗ mà mình chỉ thử không khí thôi à. Rồi ở trên đó có nhiều vong hồn được lên thiên đàng ở chảnh hay không cô? Dạ nhiều. Vậy hả? Rồi mình được lên thiên đàng rồi tại sao mình đi xuống dưới trần gian chi? À, kiếm bồ hả? Dạ. Bồ của em còn sống không? Dạ không.
kiếm nữa. Dạ hả. Rồi mục đích của cô kiếm người yêu cô để làm cái gì ta? Dạ, em kiếm là cá thù à? Dạ, em qua Trung Quốc bán diêm. Vậy hả? Rồi bây giờ tôi muốn giúp cho cô có chỉ được địa điểm để tôi gặp người yêu cô, tôi sẽ giúp cho cô được không? Không có được đâu. Sao giúp không được? Rồi bây giờ cô phải sống lang thang ở trong bụi tre vậy sao trời? Thôi bây giờ gặp tôi cũng được một cái duyên cam lè nữa các bạn. Thôi tôi giúp cho cô đi về chùa Phật ở đi, đạo Phật á. Không được hả? Không mấy, nếu mà muốn đi về nhà thờ thì tôi cũng giúp được luôn. Rồi vô bụi tre mình làm cái gì? Mình chờ ai? Chờ người yêu đi ngang lỗi cổ, bẻ cổ và lôi xe hả? À, người yêu của cô có vẻ thường xuyên đi ngang đường này phải không cô? Thôi bây giờ tôi nói cô nghe nè, trước kia người yêu của cô có làm gì mà xa trái đến cô để cho cô mất mạng? Thôi bây giờ mình buông bỏ hết đi hả cô? Không được. Không được hả? Sao kỳ vậy trời? Mình phải chờ họ đi ngang rồi mình lôi họ xuống dũng vậy hả? Sao cực khổ quá vậy cô? Sao kỳ vậy ta? Cô gái mình kêu cô đồng ý để mình giúp cho cô đi về cái nhà thờ mà tại sao không chịu? Chứ muốn ở đây để chờ người yêu trời. Cô đâu trời? Không lẽ ban đêm cô ngủ trong này như thế này các bạn? Trời ơi, ở đây có một cái bực thềm giống như cái ghế vậy các bạn. Hèn chi bụi tre này có tâm linh rất là nặng luôn các bạn. Còn bên đây thì gần gú không. Kỳ lạ thiệt. Như vậy có thể mình đi về thôi các bạn. Hôm trước mình đến đây mình phiên cô thôi, chứ không biết sao giờ mình muốn giúp cho cô dữ lắm luôn á, nhưng mà cô không chịu các bạn. Tới đây mình muốn giúp cho cô là giúp bằng cách nào ta? Các bạn nhớ để lại cho mình một cái comment ha. Bởi vì mình thấy vong cô gái này cũng không đến độ rất là hiền, nhưng mà họ có oan ức cái gì đó rồi họ mới từ ở trên thiên đàng xuống ngự ở bụi tre này để chờ người yêu đi ngang để hại họ, chứ mục đích của họ cũng không có hại những người khác các bạn. Thì bây giờ mình có thể kết thúc video ha. Cảm ơn các bạn đã nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ. Rồi, bye bye các bạn.